Lương Tam Quang lên bộ trưởng, luật là tao, của Tô lên ngồi. Nếu căn cứ theo luật và thông lệ thì Lương Tam Quang còn không thể đấu với Trần Quốc Tỏ ngay trong Bộ Công an, chưa nói đến thắng 3 ủy viên Bộ Chính trị để lên nắm chức Bộ trưởng Bộ Công an. Lương Tam Quang chỉ mới vào Trung ương Đảng năm 2021, trong khi đó Trần Quốc Tỏ đã vào từ năm 2016. Trần Quốc Tỏ là ủy viên Trung ương Đảng hơn một nhiệm kỳ, theo luật của Đảng, ông Tỏ đủ điều kiện để vào Bộ Chính trị. Tuy nhiên, với lực lượng Lương Tam Quang được chọn làm Bộ trưởng Bộ Công an, thì việc ông Quang được bầu vào Bộ Chính trị chỉ là vấn đề thời gian, cho dù Lương Tam Quang đã quá tuổi để vào Bộ Chính trị. Lâu nay, Đảng cho phép Bộ Công an tự tung tự tác, lộng hành với người dân để khiến dân phải sợ. Thì nay, với việc ưu ái quá mức, Tô Lâm đã quay sang áp dụng quy tắc luật là tao, tao là luật, ngay trong Đảng. Việc đưa Lương Tam Quang lên ghế Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm xem như đã tạo ra luật chơi mới, luật là tao ngay trong Trung ương Đảng và Bộ Chính trị. Đảng cương quyết bài trừ những đặc điểm thuộc về thế giới văn minh như tính minh bạch, sự phân quyền trong quản lý nhà nước bằng mô hình nhà nước tam quyền phân lập v.v. Đảng chỉ nhìn thấy lợi ích của Đảng nói chung và lãnh đạo Đảng nói riêng, nên họ nói không với những cơ chế có thể giúp cho bộ máy chính quyền trở nên tốt đẹp hơn, sạch sẽ hơn. Có minh bạch thì mới có cơ chế để giám sát, và có phân quyền thì mới có thể chống lại lạm quyền và giới hạn quyền lực. Ở chế độ cộng sản, cả hai thứ này đều không hề tồn tại. Và tất nhiên, vì lợi ích, Đảng đã che chắn cho các quan chức thi nhau bòn rút của công, bòn rút của sức dân để làm giàu. Cũng chính vì điều kiện quá thuận lợi để làm chuyện phản dân hại nước, nên tất cả các quan chức trong đội ngũ của Đảng đều dính phốt đen đằng sau lớp mặt nạ đầy quyền uy. Được sự ưu ái của Đảng, Tô Lâm dần biến bộ máy điều tra khổng lồ của công an thành công cụ của riêng mình. Ông đã cho bộ máy này quay đầu nhắm vào đồng chí, và từ đó tạo ra thế lực ngầm của Bộ Công an đến lớn như ngày nay. Khi sự minh bạch và sự phân quyền không tồn tại, Tô Lâm có cả một kho báu dữ liệu về hồ sơ đen của các đồng chí trong Đảng từ Trung ương cho đến địa phương, và biến Bộ Công an thành một bộ siêu quyền lực, kiểm soát và khống chế cả Bộ Chính trị. Việc thiết lập trật tự mới này là khởi đầu cho thời kỳ vô pháp, vô thiên ngay trong Đảng. Trong thời gian sắp tới, rất có thể phe Hưng Yên của Tô Lâm sẽ có đến 3 ủy viên Bộ Chính trị, đó là Tô Lâm, Nguyễn Duy Ngọc và Lương Tam Quang. Có thể Lương Tam Quang sẽ vào Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 10 cuối năm, còn Nguyễn Duy Ngọc thì muộn hơn, nhưng muộn nhất cũng phải vào đầu năm 2026 khi diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 14. Sau khi ông Vương Đình Huệ bị loại khỏi vũ đài chính trị hiện nay, không còn địa phương nào có đủ 3 ủy viên Bộ Chính trị nữa. Chỉ có Hưng Yên là có khả năng sẽ có 3 ủy viên Bộ Chính trị trong thời gian tới, chậm nhất là sau khoảng 20 tháng nữa, và cũng không loại trừ việc khả năng này diễn ra sớm hơn. Bởi Tô Lâm cần có vây cánh mạnh hơn để thực hiện mưu đồ bá chủ của ông ta trong Đảng. Khi phe Hưng Yên chỉ có một ủy viên Bộ Chính trị mà Tô Lâm đã đủ sức khống chế được Bộ Chính trị, thì số ủy viên tăng lên, Tô Lâm sẽ như hổ mọc thêm cánh vậy. Khi thế lực càng trở nên hùng mạnh, thì phe Tô Lâm lại càng lôi kéo được nhiều người hơn. Vì những kẻ vốn phân vân không biết theo hay chống sẽ ngả về Tô Lâm cho an toàn. Chính trị là một cuộc chơi mà tất cả các bên đều đặt lợi ích lên hàng đầu. Khi Nguyễn Phú Trọng thất thế thì quân tướng quanh ông ta sẽ quay lưng lại với ông ta rất nhanh. Lúc đó Tô Lâm sẽ có cơ hội củng cố thêm quyền lực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Lương Tam Quang lên bộ trưởng, luật là tao của Tô lên ngồi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Bộ Chính trị bị Bộ Công an trói tay. Chưa bao giờ sự việc chọn lựa nhân sự cho ghế Bộ trưởng Bộ Công an mà xảy ra hiện tượng tranh chấp khó khăn như bây giờ. Lâu nay, ghế Bộ trưởng Bộ Công an phải là ủy viên Bộ Chính trị thì Bộ Chính trị cứ họp lại chọn một trong 11 người, trừ các nhân vật tứ trụ là xong. Trong trường hợp muốn thay thế Tô Lâm,
chỉ cần chọn một trong các tên như Nguyễn Văn Nên, Nguyễn Hòa Bình, Phan Đình Trạc hoặc Trần Cẩm Tú là ổn, không đi ngược lại với tiền lệ bao lâu nay. Vậy mà Bộ Chính trị họp hành mãi vẫn không thể nào chọn được, mà đúng hơn là để cho Tô Lâm chọn theo cách riêng. Những ủy viên Bộ Chính trị vừa kể trên đều là người của ông Tổng Bí Thư, cho nên chỉ cần ông Tổng chọn là sẽ không còn ai trong ba người còn lại tranh chấp. Tuy nhiên, lần này việc chọn lựa của ông Tổng Bí Thư đã gặp khó khăn, không đến từ những ủy viên Bộ Chính trị khác, mà lại là một ủy viên Trung ương Đảng. Ông Lương Tam Quang là nhân vật thiếu rất nhiều tiêu chí để trở thành Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Lương Tam Quang là Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an, nhưng ông lại không phải là ủy viên Bộ Chính trị mà là ủy viên Trung ương Đảng, chưa tròn một nhiệm kỳ. Trong gần 80 năm lịch sử tồn tại, chưa có ủy viên Trung ương Đảng nào làm Bộ trưởng Bộ Công an. Đã vậy, ông Lương Tam Quang lại không phải là đại biểu Quốc hội, trong khi đó Bộ trưởng Bộ Công an lại phải là đại biểu Quốc hội. Nếu nhìn vào những gì Lương Tam Quang có được, ông hoàn toàn không đủ tư cách để làm Bộ trưởng Bộ Công an. Ấy vậy mà, tại kỳ họp của Bộ Công an vào ngày 28 tháng 5 vừa qua, Tô Lâm đã đạo diễn cho hơn 63 giám đốc sở và các tổng cục bỏ phiếu chọn Lương Tam Quang làm Bộ trưởng và đưa yêu sách lên Bộ Chính trị và ép Bộ Chính trị phải chấp thuận. Bộ Chính trị cố kéo dài thời gian nhưng cuối cùng cũng phải chấp thuận yêu sách của Tô Lâm. Rõ ràng đây là hành động kiêu binh làm loạn. Lâu nay Bộ Chính trị được xem là bộ siêu quyền lực, nó quyết định mọi chính sách và hành động của chính quyền Đảng Cộng sản. Bộ này được xem là một ông vua thực sự, vua tập thể. Ấy vậy mà một cơ quan công cụ như Bộ Công an giờ đây lại dám làm áp lực lên Bộ Chính trị. Như vậy, thượng tầng chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đang bị đảo lộn nghiêm trọng. Khi thủ lĩnh mà bị lính áp đặt thì đấy không phải là loạn, thì gọi bằng thứ gì cho đúng đây. Lương Tam Quang chính thức được Quốc hội thông qua là một cú tát trời giáng vào Bộ Chính trị. Đấy là một thất bại ê chề cho bộ siêu quyền lực này. Lúc này Bộ Chính trị bị Công an sai khiến, cung đình của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không còn là nơi trật tự nữa. Phe lò của ông Tổng Bí Thư luôn cố gắng lôi kéo các ủy viên Bộ Chính trị về phía mình. Cụ thể là tại hội nghị Trung ương thứ 9 vừa qua, Ban Bí Thư có 5 ủy viên Bộ Chính trị trước đó bị Tô Lâm bắn rụng một. Tuy nhiên, ngay sau đó ông Trọng cho bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị mới, đưa số ủy viên Bộ Chính trị trong Ban Bí Thư lên con số 8 người, chiếm phân nửa Bộ Chính trị. Kế hoạch chiếm nhiều người trong Bộ Chính trị để nâng tầm sức mạnh Ban Bí Thư của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sẽ trở nên vô nghĩa khi ông Tô Lâm giật dây Bộ Công an khống chế được cả Bộ Chính trị. Hiện nay chưa có bằng chứng Bộ Chính trị bị Bộ Công an trói tay, tuy nhiên, qua việc Bộ Chính trị đầu hàng trước Tô Lâm trong vụ chọn người vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an đã cho thấy một tiền lệ xấu đang diễn ra. Tiền lệ vì một ông Chủ tịch nước tự tay làm thay công việc của cả Bộ Chính trị. Khi trói tay được Bộ Chính trị thì Tô Lâm sẽ không ngần ngại làm bá chủ trong đảng để lấy lại quyền lực cho Bộ Chính trị. Giờ chỉ có thể là nỗ lực của ông Nguyễn Phú Trọng và 14 ủy viên còn lại trừ Tô Lâm. Liệu Bộ Chính trị sẽ thắng hay thua Bộ Công an ở những lần tranh chấp tiếp theo? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Bộ Chính trị bị Bộ Công an trói tay. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.